Các quý vị, mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng gạch đập vỡ kính chắn gió của xe tải ngay giữa đường, cho sự bất lực của tài xế. Vụ việc hiện đang gây xôn xao trên các trang mạng xã hội. Theo hình ảnh được ghi lại, người đàn ông cào chọc đầu, mặc y phục giống nhà sư đã dùng gạch đập liên tục vào kính chắn gió của xe tải. Bị tấn công, tài xế ngồi trong cabin chỉ biết dùng điện thoại ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Theo lời nam tài xế, khoảng 4 giờ ngày 27 tháng 5, khi anh đang lái xe tải lưu thông trên đường Bùi Thị Xuân, đến đoạn giáp danh giữa thành phố Thuận An và thành phố Di An, Bình Dương, thì bị người đàn ông kể trên chặn lại. Người này dùng gạch đập liên tiếp vào kính chắn gió của xe. Sau khi đập vỡ kính, người đàn ông bỏ đi. Liên quan đến vụ việc trên, công an địa phương đang tiến hành xác minh điều tra và làm rõ xử lý theo quy định. Kính thưa quý vị, chân tướng của ông Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc, vận pháp phục tu hành để gây ồn ào đã bị bóc trần từ hơn 2 năm nay. Sau đó ông Nguyễn Minh Phúc đã có giai đoạn yên nắng. Nhiều người ngỡ rằng ông Phúc đã quay đầu. Nhưng bất ngờ, chiều tối ngày 6 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi đã thông tin, đã khởi tố bị can và bắt giữ Nguyễn Minh Phúc về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Vài năm trở lại đây, ông nguyễn minh phúc không còn xa lạ khi xuất hiện nhiều clip trên các nền tảng mạng xã hội trong các clip đó ông phúc phần lớn là khoác pháp phục tu hành tự xưng là đại đức thích tâm phúc là trụ trì của chùa hoàng pháp trung ương ở củ chi ông phúc xuất hiện với những hình ảnh hành động phát ngôn gây sốc tục tiễu trái với truyền thống phật giáo việt nam xúc phạm tôn giáo hơn hai năm nay, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, bóc trần chân tướng của ông Nguyễn Minh Phúc. Cụ thể, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi đã làm rõ ông Phúc là người giả danh tu sĩ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Danh xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc là do ông tự nhận. Giai đoạn 2000-2010, ông Phúc từng theo học tại một ngôi chùa ở huyện Hóc Môn. Chỉ mới làm lễ quy y, chưa xuất ra. Sau khoảng thời gian đó, ông Phúc quay trở về địa phương, tự lập chùa Hoàng Pháp Trung ương và xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc các loại giấy tờ như chứng điệp thọ giới, giấy chứng nhận tăng ni, quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hoàng Pháp Trung Ương mang tên Đại đức Thích Tâm Phúc được làm rõ là giả mạo, được cắt ghép sau chụp ảnh chữ ký của lãnh đạo và khuôn dấu của ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Phúc từng xuất hiện trên các clip khoe nhiều huân huy chương bằng khen của các lãnh đạo nhà nước, chính phủ. Các cơ quan chức năng cũng khẳng định ông Phúc làm giả giấy tờ. Còn nơi tự xưng là chùa Hoàng Pháp Trung Ương ở địa chỉ số 174 trên 13A, ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, đã được xác minh chỉ là nhà ở không phải là cơ sở thờ tự tôn giáo. Địa chỉ này trước đây có đăng ký 6 doanh nghiệp do ông Nguyễn Minh Phúc làm người đại diện pháp luật. Tuy nhiên các công ty không có hoạt động nên Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thu hồi giấy phép. Sau khi bị bóc trần, ông Nguyễn Minh Phúc có giai đoạn yên nắng, nhưng chỉ một thời gian lại gây ồn ào trên mạng xã hội. Thậm chí giữa tháng 7 vừa qua, ông Phúc xuất hiện tại một tụ điểm ăn chơi ở quận Gò Vấp. Khi kiểm tra hành chính, công an địa phương đưa ông Phúc về làm việc. Qua xác định, ông Phúc không có vi phạm nên được ra về. Dù thế, việc ông Phúc khoác pháp phục tu hành có mặt tại một địa điểm ăn chơi lại khiến cho nhiều người bức xúc. Thượng tọa Thích Tâm Hải, trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ ông phúc được một số youtuber tiktoker khai thác trên mạng xã hội liên tục trong nhiều năm qua dù giáo hội phật giáo đã phản ánh cùng với các hành vi làm giả giấy tờ nếu tình trạng này tiếp diễn sẽ làm loạn thêm cho mạng xã hội giống như cách dung túng cho hành vi làm tổn thương ảnh hưởng tới tôn giáo Y mắng thêm một thời gian, nhiều người ngỡ là ông Phúc đã quay đầu. Nhưng bất ngờ, chiều tối ngày 6 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đã thông tin, đã khởi tố bị can và bắt giữ Nguyễn Minh Phúc về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Khoảng thời gian im mắng vừa rồi, thực chất ông Phúc đã bỏ trốn đi nước ngoài khi thấy hành vi bị phát giác. Khi tình hình lắng dịu, ông Phúc quay về thì bị bắt giữ. Về vụ án liên quan tới ông Phúc, Công an huyện Củ Chi cho biết năm 2021, Bà LTHT sinh năm 1973, ngụ huyện Hóc Môn, mua một thửa đất diện tích 420,3 m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi với giá 2,4 tỷ đồng nhưng chưa làm được thủ tục tách thửa. Thông qua người quen bà T biết Nguyễn Minh Phúc và nhờ Phúc làm thủ tục tách một thửa đất thành hai thửa, lập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng biệt. Dù không có khả năng làm những việc bà T nhờ nhưng Phúc vẫn nhận lời với chi phí là 135 triệu đồng. Bà T đưa trước cho Phúc 70 triệu đồng. Nhận tiền xong, Phúc lên mạng để thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Khi nhận được hai giấy chứng nhận giả, Phúc đưa cho bà T một giấy, còn một giấy giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T, Phúc cất vào két sắt. Đợi khi bà đưa hết số tiền 65 triệu đồng còn lại, mới đưa giấy chứng nhận giả thứ hai. Bà T phát hiện giấy tờ giả, Phúc trốn sang Thái Lan và ngay khi vừa về lại Việt Nam, đã bị công an huyện Củ Chi triệu tập làm việc. Ban đầu Phúc chối tội nhưng sau đó khai nhận toàn bộ hành vi công an huyện củ chi khám xét khẩn cấp nhà phúc thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và một giấy chứng nhận thật của bà t công an huyện củ chi đang tiếp tục mở rộng điều tra về các hành vi của ông nguyễn minh phúc những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo Thưa quý vị, cái đây không lâu cư dân mạng từng bất bình trước hình ảnh người đàn ông đầu trọc mặc áo nhà sư xuất hiện trong clip thầy chùa ăn thịt chó. Người này tự xưng là đại đức Thích Tâm Phúc, trụ trì chùa Hoàng Pháp Trung ương, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Gần đây mạng xã hội tiếp tục xôn xao trước hình ảnh người đàn ông này vào quán nhậu ở thành phố Hồ Chí Minh trong trang phục người tu hành. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi khẳng định, người đàn ông này tên thật là Nguyễn Minh Phúc, 40 tuổi, ông Phúc thường trú tại ấp làng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Ông giả danh tu sĩ Phật giáo, tự xưng pháp danh là Thích Tâm Phúc. Từ năm 2015 đến nay, ông Nguyễn Minh Phúc tổ chức thành lập 6 công ty tại địa chỉ trên nhằm lợi dụng danh nghĩa công ty, thường xuyên tổ chức các sự kiện vận động, quy góp gây quỹ không đúng mục đích và tụ tập đông người việc này ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Liên quan tới vấn đề trên, luật sư Trần Đăng Sĩ, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đánh giá hành vi trên của ông Phúc có dấu hiệu sai phạm. Tùy theo tính chất, mức độ hành vi có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc ông Phúc mạo danh tu sĩ đưa lên mạng khoe các giấy tờ chứng minh tu sĩ, quyết định bổ nhiệm, quyết định thành lập chùa, quyết định bổ nhiệm trụ trì đều đã được Hội Phật giáo Việt Nam khẳng định là giả mạo. Theo luật sư sĩ, hành vi của ông này có dấu hiệu của tội làm giả sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự. Ông sĩ cho rằng để xử lý hình sự ông Phúc, cần xác định rõ ai làm giả hoặc sử dụng các giấy tờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật. Vấn đề này được thực hiện thông qua việc thu giữ các tài liệu này, truy xuất nguồn gốc và xác định rõ ông này đã sử dụng các tài liệu giấy tờ này và mục đích nào. Luật sư sĩ nói, theo tôi, một việc này có cơ sở để khởi tố vụ án và làm rõ một số tình tiết thông qua hoạt động điều tra. Nếu có căn cứ xác định ông phúc có hành vi làm giả hoặc có hành vi sử dụng tài liệu giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì có thể khởi tố bị can để xử lý. Đối với hành vi lợi dụng hình ảnh tu sĩ Phật giáo, luật sư sĩ cho rằng làm việc này đã khá rõ ràng. Bởi giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định ông phúc không phải là thành viên của giáo hội cũng không phải người tu hành theo đúng giáo luật của Phật pháp. Vị luật sư phân tích, ông Phúc xây dựng và tạo cho mình hình ảnh về tu sĩ Phật giáo nhưng lại đưa nhiều thông tin trên mạng đi ngược với giáo lý, giáo luật, lễ nghi của Phật giáo, tự tuyên truyền sai về tổ chức khi nhận mình là trụ trì và có cơ sở thực hiện hoạt động tôn giáo là chùa nhưng thực tế không phải. Đây là hành vi xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo theo khoản 3 điều 5 Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016. Theo luật sư, chính hành vi trên dẫn tới dấu hiệu cho thấy ông Phúc đang có nhiều phát ngôn, sử dụng hình ảnh tạo thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân về tôn giáo, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, mà cụ thể ở đây là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tổ chức tôn giáo theo khoản 12 điều 2 luật tín ngưỡng tôn giáo. Ngoài ra, luật sư nói, hành vi của ông Phúc có dấu hiệu vi phạm luật an ninh mạng, vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo. Dựa vào quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận là dấu hiệu để xem xét ông Nguyễn Minh Phúc có hành vi của tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.